Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh 8790. Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày nghỉ ngơi đón năm mới, các nghệ sĩ đã bắt đầu quay lại lịch trình thường ngày. Phong độ của Tiêu Chiến trong thời gian gần đây cực kỳ ổn định, và trong dịp đầu năm này, Tiêu Chiến sẽ bắt đầu với phim truyền hình mới của anh ấy. Bộ phim Biển Mộng đã khai máy. Bối cảnh của phim chủ yếu được quay tại Thập Sát Hải, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam chính là Tiêu Chiến và dàn nữ chính có Lý Thấm. Đây là sự kết hợp có giá trị cao, thực sự hấp dẫn và tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Nghe nói đoàn làm phim sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 5 tháng 2, Tiêu Chiến cũng đã tham gia vào nhóm làm phim. Và có một điều đặc biệt, đoàn làm phim đã đăng thông báo tuyển dụng tình nguyện viên trượt băng để quay phim. Mỗi tình nguyện viên nếu tham gia sẽ được trợ cấp 200 tệ trên ngày và được trượt băng miễn phí trong công viên Thập Sát Hải. Đây là một cơ hội gặp gỡ thần tượng tuyệt vời khiến nhiều cư dân mạng vô cùng hào hức. Và nhiều người hâm mộ của Tiêu Chiến cũng đã tham gia ứng tuyển. Quý vị và các bạn thân mến, Tiêu Chiến của ngày hôm nay đã có danh tiếng nhất định. Dù muốn hay không muốn, Tiêu Chiến luôn nhận được hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt thích trên mỗi bài đăng. Bất kể Tiêu Chiến đăng bài gì, anh ấy đều có thể dễ dàng vượt 1 triệu lượt thích. Đến nay, danh tiếng của Tiêu Chiến ở nước ngoài cũng khá rõ ràng. Từ nhân vật Ngụy Vô Tiện đến Đường Tam của Tiêu Chiến đều được ghi nhận. Đường Tam do Tiêu Chiến thụ vai, có nhiều lần được đề cử và thắng giải. Và bộ phim Đấu La Đại Lục cũng đã được phát sóng nhiều lần ở nước ngoài. Nhiều người biết đến Tiêu Chiến từ vai Ngụy Vô Tiện. Đây là vai diễn nổi tiếng của anh, và bởi vì số phận của vai diễn này được ánh xạ một cách kỳ diệu với thực tế. Nó cho người ta cảm giác về thời gian và không gian đan xen, và cũng khiến Tiêu Chiến có một sự bí ẩn. Một cảm giác bí ẩn, cảm giác hư ảo như một giấc mơ. Ngụy Vô Tiện trời sinh có khuôn mặt tươi cười, tính tình hào hiệp và dũng cảm. Nụ cười của Tiêu Chiến tươi sáng và tỏa nắng, trong sáng và thật khiết. Vai diễn này phù hợp với Tiêu Chiến một cách kỳ lạ. Và cho đến bây giờ thì Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến càng giống như một thực thể. Hai bóng dáng, hai con người bước đi một mình trong hai khung thời gian khác nhau, nhưng họ đều có suy nghĩ và sự kiên trì của riêng mình, giống như cùng nhau bước đi và không tin vào mệnh trời. Tự hào tiến về phía trước và tái sinh ngay cả sau khi gặp nạn. Anh ấy cũng giống như Ngụy Vô Tiện đã quay lại sau 16 năm và được giải oan. Tiêu Chiến cũng được công nhận từ rất nhiều nguồn chính thống. Ngoài các tài nguyên phim ảnh của anh ấy thì thành tích chứng thực thương hiệu của Tiêu Chiến cũng có một mức độ may mắn nhất định. Tiêu Chiến đã chạm mốc 30 thương hiệu, bao gồm cả thương hiệu cao cấp. Và sau khi công bố chính thức, nhiều người hâm mộ ở nước ngoài đều hưởng ứng nhiệt tình. Tiêu Chiến luôn làm việc chăm chỉ để vượt qua vòng vây và bước ra thế giới, khiến các tác phẩm, nhân vật được nhiều người biết ít hơn. Trong tương lai, sự nghiệp phát triển của Tiêu Chiến dự kiến sẽ còn cao hơn, và tôi mong đợi sự phát triển trong tương lai của anh ấy.